Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay, thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2020 có những nội dung chính như sau. Quảng Bình phát triển năng lượng tái tạo. Chuyên mục Những bông hoa đời thường giới thiệu đến quý vị và các bạn tấm gương một báo cáo viên tâm huyết. Phần của chương trình là những thông tin nổi bật của Quảng Bình trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt dự án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2030. Theo đó, dự án được thực hiện trên phạm vi địa bàn toàn tỉnh với mục tiêu quản lý rừng bền vững. Toàn bộ diện tích rừng hiện có là trên 565.600 ha, nằm trong quy hoạch 3 loại rừng. Trong đó, chủ rừng là tổ chức phải xây dựng phương án quản lý rừng bền vững với diện tích trên 377.870 ha. Cấp chứng chỉ rừng FSC, PEFC hoặc VFCS cho khoảng 20-25% diện tích rừng trồng trên khu vực đất quy hoạch lâm nghiệp với diện tích khoảng 22.000 ha rừng trồng sản xuất để bảo vệ môi trường bền vững và nâng cao giá trị rừng trồng, tăng giá bán lâm sản của các chủ rừng kinh doanh gỗ rừng trồng trên thị trường. Dự kiến kinh phí thực hiện dự án hơn 17,2 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách tỉnh, trung ương và lồng ghép hỗ trợ của các dự án và vốn của chủ rừng. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa có quyết định về việc giải thể Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan, tổ chức bàn giao nguyên trạng số lượng người làm việc, viên chức, người lao động, hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản, trừ quyền sử dụng đất, đất rừng lâm nghiệp, trụ sở làm việc của Ban Quản lý và các trạm bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình cho Ban Quản lý khu dự trữ thiên nhiên Đồng Châu, Khe Nước Trong, tỉnh Quảng Bình quản lý. Chuyển giao nguyên trạng quyền sử dụng đất và đất rừng lâm nghiệp trên địa bàn huyện Lệ Thủy, trụ sở làm việc của Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình ở xã Thanh Thủy, trạm bảo vệ rừng số 2 ở xã Hưng Thủy và trạm bảo vệ rừng số 3 ở xã Sen Thủy cho Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy quản lý. Chuyển giao nguyên trạng quyền sử dụng đất và đất rừng lâm nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Ninh, trạm bảo vệ rừng số 1 ở xã Gia Ninh cho Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh quản lý. Các sở ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chuyển giao toàn bộ diện tích rừng và đất rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình quản lý sang cho các địa phương quản lý. Thưa quý vị và các bạn, Quảng Bình nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa với nền nhiệt độ cao và phân bố khá đồng đều quanh năm. Số giờ nắng ở vùng đồng bằng ven biển từ 1650 đến 1820 giờ. Vận tốc gió vùng ven biển bình quân từ 5,5 đến 6 m trên giây, vùng núi từ 6,2 đến 7 m trên giây. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để Quảng Bình phát triển các dự án điện mặt trời, điện gió quy mô lớn. Theo báo cáo của Sở Công Thương, đến nay, tỉnh Quảng Bình đã lập quy hoạch phát triển các dự án điện mặt trời với tổng công suất khoảng 1.241 MW trên địa bàn các huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Trạch. Quy hoạch phát triển 17 dự án điện gió với tổng công suất khoảng 3.689 MW trên địa bàn các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa và Minh Hóa. Với các dự án đang triển khai, như trang trại điện gió B và T công suất 252 MW, nhà máy điện mặt trời 49,5 MW peak Đô Hà Lệ Thủy. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương tạo mọi điều kiện trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành các thủ tục pháp lý, bảo đảm để chủ đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ. Với những tiềm năng lợi thế về nguồn tài nguyên thiên nhiên cùng vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, tỉnh Quảng Bình là địa chỉ tiềm năng thu hút các nhà đầu tư phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo. Thời gian qua, các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã thực hiện đúng và nghiêm túc quy định về nhãn hàng hóa theo Nghị định 43/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Sau 3 năm thực hiện quy định về nhãn hàng hóa, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Quản lý Thị trường đã phối hợp trong công tác thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực ghi nhãn hàng hóa tại 100 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở đều chấp hành tốt quy định về đăng ký, ghi nhãn hàng hóa với đầy đủ các thông tin theo quy định. Việc chấp hành tốt quy định về nhãn hàng hóa giúp người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa dễ dàng, chính xác, hạn chế việc mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm liên quan đến quy định ghi nhãn hàng hóa, nhất là đối với các mặt hàng thực phẩm tiêu dùng, giả nhái, nhãn hiệu hàng hóa trên thị trường. Chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác.
Chuyên mục Những bông hoa đời thường giới thiệu đến quý vị và các bạn tấm gương một báo cáo viên tâm huyết. Phần của chương trình là những thông tin nổi bật của Quảng Bình trong tuần qua. Đồng hành cùng chuyên mục Nhịp cầu nhân ái của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, vừa qua, đại diện nhãn hàng bia Huda đã đến thăm và tặng quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Thuận ở thôn Xuân Sơn, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch. Gia đình chị Thuận là hộ nghèo, chị là lao động chính trong gia đình 7 người. Bố mẹ chồng tuổi cao sức yếu, chị gái của chồng bị bệnh tật, dùng nghiêm ngặt quy trình trong khâu lựa chọn giống, thức ăn hàng ngày, tiêm phòng vaccine, tăng cường vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng. Với giá lợn hơi hiện nay dao động từ 80 đến 85 ngàn đồng 1 kg. Sau khi trừ mọi chi phí, lợi nhuận mang lại khoảng 350 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội Phụ nữ xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch đã cụ thể hóa phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực. Nhiều mô hình hay được nhân rộng và phát huy hiệu quả, đã góp phần động viên, hỗ trợ kịp thời chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong sản xuất và từng bước ổn định cuộc sống. Với nghị lực và quyết tâm vượt lên số phận tật nguyền, chị Cao Thị Mến ở xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch đã kiên trì xây dựng cơ sở sản xuất mây xiên, vừa tạo việc làm cho bản thân, vừa hỗ trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có công ăn việc làm ổn định. Từ năm 2017, được sự quan tâm của chính quyền địa phương và cả cấp hội phụ nữ xã Mỹ Trạch đã thành lập tổ hợp tác đan mây xiên do chị Mến làm chủ nhiệm. Hàng năm, hội phụ nữ xã Mỹ Trạch cũng đã kết nối với các đơn vị sản xuất nghề nghiệp, tổ chức tập huấn, đào tạo, nâng cao tay nghề cho các thành viên tổ hợp tác và nhiều chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Gia đình tôi thì trước kia là cũng thuộc gia đình hộ nghèo, và trong tôi thì cũng thuộc đối tượng là bị được trợ cấp xã hội, và đấy là nhờ cái dự án của mây xiên, tôi nhờ bên hội phụ nữ cũng tạo điều kiện công việc được làm cho gia đình tôi. Thì nãy là gia đình tôi cũng đã từ một hộ nghèo, nãy cũng vừa đã thoát nghèo, và tôi thấy cái công việc của cái nghề mấy xiên này thì cũng phù hợp nhất là cho chồng tôi, và hơn nữa là tôi là trong những khi mua mang chứ khi rảnh rồi là mình cũng tạo được cái việc làm để thu nhập trong gia đình cũng được ổn định. Đây là hình ảnh rất quen thuộc trong các khu dân cư xã Mỹ Trạch. Nhiều năm nay, cả cán bộ hội phụ nữ đã đi vận động từng gia đình chị em phụ nữ thu gom, phân loại phế liệu để gây quỹ từ thiện. Từ năm 2016, hội phụ nữ xã đã thành lập 7 nhóm hoạt động với sự tham gia của hơn 100 chị em hội viên đến từ 5 chi hội. Khắc sâu lời dạy của Bác, việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm. Hội phụ nữ xã Mỹ Trạch đã dành toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động này để làm từ thiện. Hàng năm, với gần 20 triệu đồng, các chị đã thăm hỏi, hỗ trợ cho nhiều chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn, cây con giống để sản xuất, thăm hỏi khi ốm đau, giúp đỡ trẻ em vượt khó học giỏi trên địa bàn xã, có điều kiện tiếp tục đến trường. Về phía hội thì cũng rất quan tâm đến chị em, đặc biệt là chị em hoàn cảnh, rồi chị em phụ nữ yếu thế, phụ nữ neo đơn, rồi là phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Nói chung đời sống của chị em bữa nay thì cũng có tạm ổn định, có cái tiền để đi chợ rồi mua sắm cho con tại học tập. Còn về định hướng tới thì về cái mô hình thu gom ve trái thì ở đây là cố gắng để là thu gom được nhiều hơn, thì là vừa giúp phụ nữ nghèo nhưng vừa để làm có thể là hỗ trợ cái thẻ bảo hiểm cho các hội viên nghèo. Còn về cái đào tạo nghề thì cũng cố gắng kết nối với hợp tác xã, các doanh nghiệp khác, giống như khi hội chợ thì triển lãm hàng, rồi là kết nối các cái doanh nghiệp ở xã để có nhu cầu thu mua cho chị em, để tăng thêm thu nhập cho chị em. Bằng việc cụ thể hóa phong trào thi đua học tập và làm theo Bác từ những việc làm nhỏ nhất với cách làm sáng tạo, các mô hình hoạt động của hội phụ nữ xã Mỹ Trạch đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, không chỉ góp phần hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, mà còn đóng góp tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững của địa phương. Thưa quý vị và các bạn,
không ngừng nỗ lực tìm tòi học hỏi để trau dồi bổ sung cập nhật kiến thức kỹ năng. Ông Đặng Thái Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình, thật sự yêu nghề báo cáo viên của mình như tình yêu đối với Đảng, với Tổ quốc và quê hương. Với tâm huyết, có tri thức và kỹ năng diễn đạt tốt, ông Đặng Thái Sơn tham gia hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc từ cơ sở và lần lượt giành được các giải nhất toàn tỉnh, khu vực và đặc biệt là tại vòng chung khảo hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019 tại Hà Nội. Ông đã vượt qua 20 thí sinh xuất sắc giành giải nhất. Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa. 40 năm trước là sinh viên sư phạm, Đặng Thái Sơn làm đơn xin nhập ngũ. Vào quân đội, ông được đào tạo và trở thành giảng viên của trường sĩ quan không quân Nha Trang cho đến lúc nghỉ hưu. Trở về quê hương, ông không để thời gian lãng phí, ông tiếp tục công việc mới đó là hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy hoạt động sản xuất kinh doanh đã tiêu tốn rất nhiều thời gian của ông, nhưng nghề báo cáo viên là nghề đã ăn sâu vào máu thịt của ông, nên ông cũng đã dành một khoảng thời gian nhất định để nghiên cứu, cập nhật thông tin, trau dồi kiến thức cho công việc báo cáo viên mà ông đã rất tâm huyết trong suốt thời gian qua. Công việc này đến với ông từ năm 2001, khi ông được phân công đảm nhận công tác tuyên huấn tại trường sĩ quan không quân Nha Trang. Gần 20 năm qua, với ông, tình yêu và tâm huyết dành cho công việc đặc biệt này chưa hề vơi cạn. Với ông Sơn, công tác báo cáo viên và tuyên truyền miệng là một kênh thông tin trực tiếp và dễ hiểu nhất. Theo ông, để thu hút sự chú ý của số đông người nghe, thì đòi hỏi người báo cáo viên phải có kỹ năng trong việc tiếp nhận và sàng lọc thông tin từ các tài liệu sách báo, phải biết cách cô đồng nhưng vẫn phải giữ cho được tính thời sự, sự hấp dẫn của thông tin để truyền tải tới người nghe. Muốn trở thành một báo cáo viên giỏi, phải hội tụ được ba yếu tố cơ bản, đó là tâm huyết, giàu tri thức và kỹ năng diễn đạt tốt. Có thể nói là người báo cáo viên là một kinh nghề mà phải thường xuyên học tập, thường xuyên đổi mới, thường xuyên sáng tạo, tìm tòi nghiên cứu suốt cả một đời, rất công phu. Và có thể nó có những cái việc làm mà có khi tích lũy chắc chiu cả một đời mới có được cái thành công của người báo cáo viên. Tôi nói ví dụ như là về mặt tri thức thôi. Thế thì ngoài cái việc anh được đào tạo cơ bản về cái nền tảng về mặt lý luận, thì anh phải nghiên cứu thường xuyên, tranh thủ thời gian lúc rảnh rỗi đêm hôm, anh phải đọc, nghiên cứu tài liệu, rồi thì anh phải thường xuyên lên các cái phương tiện thông tin, báo chí, các thứ để anh cập nhật các cái thông tin mới. Anh mà lạc hậu thông tin làm sao mà anh nói người ta nghe được. Cho nên là có thể nói là để làm được người báo cáo viên giỏi, anh phải phấn đấu cả một đời. Và cái hành trình của người báo cáo viên là một cái hành trình mà không bao giờ dừng lại, nó không bao giờ ngưng nghỉ cả, như cái cuộc sống vốn nó không bao giờ ngưng nghỉ. Báo cáo viên là một trong những lực lượng nòng cốt của cấp ủy đảng ở doanh nghiệp, làm cầu nối để đưa nghị quyết vào cuộc sống, vào công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị. Xác định rõ điều đó, thời gian qua, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình đã thực sự quan tâm đánh giá cao sự đóng góp của đội ngũ báo cáo viên. Trong đó, báo cáo viên Đặng Thái Sơn là một điển hình tiên tiến. Công tác báo cáo viên đưa cái đường lối chủ trương của Đảng vào cuộc sống đối với chúng tôi có tầm quan trọng khá đặc biệt. Bởi vì khi đã nắm vững đường lối chính sách của Đảng, các mối quan hệ bang giao với các nước, thì chúng tôi sẽ có cách ứng xử, thỏa thuận với bạn hàng theo cái phong tục tập quán quốc tế và phù hợp với chính sách của Đảng và nhà nước mình. Ở đơn vị chúng tôi có anh Đặng Thái Sơn là báo cáo viên, người có tư duy nhận thức cao, tầm hiểu biết rộng. Anh đã truyền tải được các cái nội dung đến để mọi cán bộ công nhân viên và người lao động hiểu sâu sắc các vấn đề và hành động cho nó chuẩn mực. Đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội thi chung khảo báo cáo viên giỏi toàn quốc. Ông Đặng Thái Sơn tham gia từ cơ sở và lần lượt giành được các giải nhất toàn tỉnh, khu vực và đặc biệt là tại vòng chung khảo hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc tại Hà Nội. Ông đã vượt qua 20 thí sinh xuất sắc giành giải nhất. Hoạt động báo cáo viên và tuyên truyền viên ở các cấp trong thời gian qua đã giữ một cái vai trò hết sức quan trọng trong việc đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong xã hội, tạo động lực cho sự phát triển chung về kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Đặng Thái Sơn là báo cáo viên của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh,
đã có nhiều cái thành tích rất là xuất sắc trong cái hoạt động báo cáo viên, bằng cái kiến thức rất là phong phú trên nhiều lĩnh vực, làm việc khoa học và nghiêm túc, tính thuyết phục rất là cao, cho nên đồng chí đã đạt được những cái giải cao trong các cuộc thi. Đây không chỉ là cái phần thưởng cao quý, là cái vinh dự riêng của cá nhân đồng chí Đặng Thái Sơn, mà đó còn là thành tích chung của công tác tuyên truyền miệng của hoạt động báo cáo viên của tỉnh nhà. Và kết quả đó nó trở thành một cái động lực rất là to lớn cho cái hoạt động báo cáo viên của cả cấp của tỉnh ta trong giai đoạn mới, nhất là giai đoạn mà hội nhập và phát triển. Như vậy, có thể khẳng định rằng trong thời điểm bùng nổ thông tin như hiện nay, báo cáo viên vẫn luôn là công tác cần thiết để truyền tải những thông tin chính thống đến với đảng viên và quần chúng nhân dân một cách trực tiếp. Không chỉ là người báo cáo viên tâm huyết với nghề, ông Đặng Thái Sơn còn là người năng nổ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả. Không chỉ đạt được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác, mà thời gian qua, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình là đơn vị có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Và trong đó có sự đóng góp không nhỏ của người bí thư đảng ủy, người báo cáo viên xuất sắc Đặng Thái Sơn. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những thông tin nổi bật của Quảng Bình trong tuần qua. Nhân kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ viếng dâng hương tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ Bác Hồ và nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc. Tại buổi lễ, đồng chí Vũ Đại Thắng, ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy và đồng chí Trương Công Thuật, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thay mặt đoàn đã thỉnh chuông tại tháp chuông đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Bình. Cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là thẳng lời của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải qua hai cuộc kháng chiến kéo dài chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Quảng Bình có trên 15 vạn người con đã tham gia kháng chiến, trong đó có gần 13.000 anh hùng, liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí trong đoàn đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình mãi dành trọn niềm thành kính sâu sắc, nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Trong tuần qua, đồng chí Vũ Đại Thắng, ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy Quảng Bình đã đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo. Tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 dọc tuyến biên giới giáp ranh với nước bạn Lào thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đồng chí bí thư tỉnh ủy đã thăm hỏi động viên các chiến sĩ biên phòng đã không quản ngại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, ngày đêm túc trực thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch COVID-19. Đồng chí bí thư tỉnh ủy tin tưởng với sự bám trụ nơi tuyến đầu, làm tốt việc kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh từ các cửa ngõ nơi biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Bình cùng các lực lượng chức năng và mỗi một người dân đã và đang tích cực đẩy lùi dịch COVID-19. Tại buổi làm việc với lãnh đạo đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đồng chí Vũ Đại Thắng đánh giá cao việc tiếp nhận cách ly công dân Việt Nam ở nước ngoài về qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng bộ đội biên phòng. Trong tuần qua, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Công Thuật, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 để đánh giá về tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm, tình hình giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng năm 2020. Thảo luận tại phiên họp, lãnh đạo các sở ngành địa phương đã tập trung đánh giá về kết quả trên các lĩnh vực, trong đó nhấn mạnh về các chỉ tiêu còn đạt thấp và một số khó khăn vướng mắc nhằm có các giải pháp chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trần Công Thuật, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến việc thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội và chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý các ngành tham mưu về vấn đề thực hiện quản lý bảo vệ rừng bền vững gần với phát triển du lịch, đảm bảo tốt việc thu chi ngân sách, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Riêng về giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các ngành địa phương cần quyết liệt chỉ đạo các giải pháp để đảm bảo thực hiện giải ngân theo kế hoạch, tránh để tình trạng chậm trễ, thất thoát, tiêu cực. Trong đó cần nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Trong tuần qua, hơn 200 công dân Quảng Bình sinh sống, học tập và công tác tại thành phố Đà Nẵng đã được các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình tổ chức tiếp nhận. Trong đợt 1, ngày 3 tháng 9 năm 2020, số lượng công dân được tiếp nhận vận chuyển về Quảng Bình là hơn 200 người. Chủ yếu ưu tiên đối tượng người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và các trường hợp đặc biệt khác. Việc tiếp nhận vận chuyển công dân từ Đà Nẵng về Quảng Bình đã đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân, thể hiện sự quan tâm kịp thời của tỉnh với người dân. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến cuối tháng 8, có 900 công dân Quảng Bình đang tạm trú tại Đà Nẵng có nhu cầu trở về. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, trước khi trở về, cả công dân đều được Sở Y tế Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2. Khi về đến Quảng Bình, phải thực hiện cách ly y tế tập trung. Cùng với học sinh trên cả nước, gần 240.000 học sinh tỉnh Quảng Bình đã chính thức bước vào năm học mới 2020-2021 với quyết tâm và kỳ vọng mới. Tuy thời gian tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo được sự trang trọng, tạo niềm vui, phấn khởi, động viên các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh bước vào năm học mới. Năm học 2020-2021 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Quảng Bình là một trong những địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho năm học mới, ngành giáo dục đào tạo Quảng Bình đã tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Năm học này, cùng với cả nước, ngành giáo dục Quảng Bình bắt đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và áp dụng sách giáo khoa lớp 1. Vì vậy, toàn ngành sẽ tập trung bồi dưỡng đội ngũ theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh, thực hiện chương trình kế hoạch giáo dục nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học, đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng để mình phân cấp quản lý, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó, duy trì, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng và đảm bảo môi trường sư phạm an toàn. Phần cuối chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay, mời quý vị và các bạn theo dõi một điểm tình hình trật tự an toàn giao thông. Từ 15 giờ ngày 5 tháng 9 đến 15 giờ ngày 6 tháng 9, tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến đảm bảo an toàn thông suốt. Tuy nhiên, tại địa bàn thành phố Đồng Hới xảy ra một vụ tai nạn giao thông, không thiệt hại về người nhưng thiệt hại tài sản khoảng 40 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, qua đó đã phát hiện và lập biên bản 84 trường hợp vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, thu vào kho bạc hơn 120 triệu đồng. Với các lỗi vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ quy định 25 trường hợp, lắp bánh lốp không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật 12 trường hợp, quá nồng độ cồn 7 trường hợp, không có giấy phép lái xe 5 trường hợp, không có giấy chứng nhận đăng ký xe 7 trường hợp, không thắt dây an toàn 15 trường hợp, kéo theo xe khác 3 trường hợp, các lỗi khác 10 trường hợp. Chúc quý vị và các bạn luôn an toàn khi tham gia giao thông. Chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết ngày 7 tháng 9 năm 2020. Khu vực thị trấn Đồng Lê, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, độ ẩm 40 đến 92%. Khu vực thị trấn Quy Đạt, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, độ ẩm 40 đến 90%. Khu vực thị xã Ba Đồn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm 42 đến 82%. Khu vực thị trấn Phong Nha, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, độ ẩm 40 đến 88%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm 42 đến 75%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm 41 đến 70%.
khu vực thị trấn Quản Hầu, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm 41 đến 73%. Khu vực thị trấn Kiến Giang, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm 43 đến 83%. Dự báo thời tiết biển, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 9, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 50 đến 93%.